Thưa quý vị, những ngày qua, các địa phương, đơn vị, đoàn thể đã tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão, nhanh chóng trả lại cảnh quan sạch đẹp cho thành phố, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến nay, cơ bản các tuyến đường trung tâm thành phố, các tuyến đường du lịch đã được các đơn vị đoàn thể ra quân dọn dẹp khang trang, sạch sẽ. Tại 56 xã phường trên địa bàn thành phố, các đội hình thanh niên tình nguyện tại cơ sở cũng đã nhanh chóng ra quân cùng với người dân và các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau bão. Sau khi bão đi qua thì ngay lập tức với tinh thần xung kích của tuổi trẻ của thành phố thì các lực lượng đoàn viên của 56 xã phường cũng như là các đơn vị trực thuộc thành đoàn đã ra quân các đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như là hỗ trợ lại cho bà con cái việc sửa chữa nhà cửa. Dọc tuyến du lịch ven biển thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, các đơn vị lực lượng cũng đã nhanh chóng triển khai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Bão số 4 đã làm nhiều cây xanh ngã đổ, cát biển và rác thải dạt vào các tuyến đường ven biển của thành phố. Với sự nỗ lực của các đơn vị, đến cuối giờ chiều qua, các tuyến đường du lịch ven biển và công viên Biển Đông đã được trả lại cảnh quan sạch đẹp. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã huy động trên 200 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Sơn Trà ra quân tạo cảnh quan sạch đẹp, tạo điều kiện cho khách du lịch đến tham quan và du lịch trên tuyến biển này. Nhiều du khách đã trở lại để tận hưởng bầu không khí mát lành của biển Đà Nẵng sau bão và tỏ ra khá hài lòng về cảnh quan du lịch của địa phương. Dù đã bước vào mùa thấp điểm du lịch, nhưng với ưu thế về chất lượng dịch vụ và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, Đà Nẵng vẫn là lựa chọn ưu tiên của du khách trong và ngoài nước.